Rồi và ngày hôm nay thì nãy giờ đi dở lãi qua rồi, trước khi qua được cánh đồng này của anh Nhật á, thì đó bước qua một cái dở lãi, thì giờ thì cũng mấy chú cháu lại anh em cũng đã tới ruộng rồi nè. Thì hiện tại thì hôm nay thì Hoài Thương đang đứng tại giữa ruộng là cũng xém xém chắc 12 giờ trưa đúng không á, chưa ăn cơm luôn á, mãi nhà là đang nấu cháo gà ở trong á, nhờ đợi quay cái cánh đồng này, quay clip này cho mấy bà con xong rồi bắt đầu mình mới vô dùng cơm trưa đó. Thì giờ ngày hôm nay thì Hòa Thương đứng đây á, thì ở đây là đang đứng bên cạnh Hòa là anh Nhật. Anh Nhật ở đây là một nông dân rất là trẻ nha, sinh năm 92, lớn hơn Hòa Thương có 1 tuổi, mà ảnh rất là giỏi luôn. Thì hồi trước là nghe nói ảnh đi Sài Gòn làm gì đó, thì tới sau này thôi mới về canh tác lúa là mới đây thôi. Mấy năm anh? 4 năm mới canh tác lúa 4 năm thôi, mà làm tê hết đê hết mấy năm rồi? Cũng 3 năm rưỡi rồi. 3 năm rưỡi rồi. Đây có nghĩa là anh là canh tác lúa mới 4 năm thôi, nhưng mà đã gắn bó với THD 3 năm rưỡi rồi. Có nghĩa là THD dù quý bà con mình mới bắt đầu canh tác ruộng hay là chưa biết cách canh tác thì cũng rất là dễ sử dụng luôn. Đó thì ngày hôm nay thì đang cánh đồng này, thì hôm nay là vụ này thì anh xài được 3 năm rưỡi rồi đúng không? Và anh xài là hiện tại là giống gì? OM18 là được nay đủ chắc cỡ khoảng 40 ngày ha. 40 ngày đúng rồi. 40 ngày đúng ha. 40 ngày đúng. Bây giờ chia sẻ bí kíp cho mấy bà con nè. Ở đây đúng là tuổi trẻ tài cao. Ở đây thì ở phía sau là chú Út, chút xíu và phỏng vấn chú Út sau. Bây giờ Hòa Thương sẽ cho mấy bà con mình đang theo dõi kênh YouTube của Hòa Thương biết một bí kíp làm sao mà cái cử này mà quý bà con mình sẽ làm sao để cho nó kích đồng như thế nào để đạt hiệu quả. Đây là bí kíp của anh Nhật. Thì anh Nhật có thể chia sẻ không? Anh tính là ngày mai anh xịt THD đúng không? Đúng rồi. Ngày anh THD này thì anh xịt, hiện tại thì anh chưa rơi rứt phân đúng không? Đúng rồi, chúng khoảng 3 hôm nữa mới rứt phân. 3 hôm nữa có nghĩa là đây là cánh đồng OM18. Mà tầm khoảng là 3 hôm nữa thì anh Nhật với là chú Út mới bắt đầu là mới rời rứt phân. Nhưng ngày hôm nay nè, bây giờ anh có thể nhổ bụi lúa của mình lên cho bà con thấy cái bộ rễ như thế nào được không? Được. Dạ, anh nhổ bộ rễ nào đẹp đẹp nha. Dạ. Cái này của mình là bao nhiêu hết chú? Cái này hết mấy? Cái khu này trời, mấy nặng dữ rồi hả anh? Yeah. Đứt ghẻ tùm lum hết trơn rồi. Ủa sao vậy, sao đứt luôn rồi? Quá trời dài. Rễ quá trời dài luôn. Đâu rồi, nhỏ lên không? Hồi nhỏ không lên, nhỏ phụ cho nè. Lên rồi. lên rồi. Rửa cho anh sạch sạch chút, rễ trắng tươi rồi. Rễ trắng tươi à? Ở đây đất mình hồi trước có bị phèn không ta? Có, đất này hồi đó phèn dữ lắm đó. Phèn dữ lắm hả? Ừ. Rồi ok chưa? Đâu? Đây. Đây đây quý bà con ơi, đây cận cảnh cho quý bà con thấy luôn. Đây là lúa OM18. Tại ở đây là kêu là cái gì của Phụng Hiệp? Kinh Cùng hả? Sáng Bộ. Sáng Bộ Kinh Cùng. Đúng kêu rồi. Là sáng bộ của xã gì? Xã Hiệp Hưng. Xã Hiệp Hưng là ở đây là khu vực này, ở đây gọi là ở sáng bộ của xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang nha. Hôm nay có rất là nhiều quý bà con yêu cầu Hòa Thương là sao mà quay An Giang, Kiên Giang, Long An rất là nhiều mà Hậu Giang chưa thấy ai. Thật sự ra ở Hậu Giang quý bà con xài rất là nhiều, nhưng Hòa Thương chưa quay chưa có hết. Mà hôm nay thực tế là ruộng của anh Nhật và là con của chú Út á, thì ở đây là làm là khoảng là 3 năm rưỡi. 3 năm rưỡi là bao nhiêu vụ ta? 7 vụ cũng gần. 1 năm 2 vụ hả? 5 2 vụ. 5 2 vụ thì 2 năm 4 vụ, 7 vụ ha. Rồi 7 vụ thì đây. Nè, anh có thể phân tích cái này cho bà con hiểu là anh thấy như thế này, cây lúa mình như thế này có đạt hay không? Trong giai đoạn đồng mà lúa như vậy là đã đạt rồi. Quá đạt chứ, em thấy quá đạt luôn. Đây, có nghĩa là bộ rễ nè. Đây là đất phèn nha quý bà con ơi, nhưng mà nhìn bà con nhìn bộ rễ này rất là dài và rất là trắng luôn. Và đặc biệt là cái bụi nè, rất là to luôn nha. Đây nở bụi luôn, và đặc biệt cái vàng lá thì với con nhìn thấy là khỏi chê rồi nè, vàng lá nó rất là đứng luôn, rất là dày. Và so với cái ruộng kế bên, Tâm có thể quay cái ruộng kế bên cho bà con thấy nè. Anh thấy, em thấy hầu như là cái ruộng bên đây nó không đặt của mình như bên mình đúng không? Đúng rồi. Nhìn cái lá nó hơi yếu hơn ha. Yếu chứ nó... Bên đó cũng xào một giống chung với mình luôn hay sao? Cũng chung giống luôn. Chung giống luôn mà con thấy bên đó nó hơi yếu hơn bên mình không? Đúng. Dạ, thì cái này sau ngày hôm nay thì hy vọng rằng là ổng thấy clip này có thể ổng sẽ xài THD theo mình. Rồi đây thì bây giờ nè, bí kíp làm sao để mà anh Nhật ở đây làm rất là đạt, thì anh Nhật có thể chia sẻ anh chuẩn bị là ngày mai anh xịt là anh xịt THD bao nhiêu như thế nào? Thì trước khi mình đón đồng khoảng 3 ngày á. Trước khi đón đồng 3 ngày. Là mình xịt 5C THD. 5C tới đây cho một công. Đúng rồi, một bình á, một bình 5C. Một bình mà một bình xịt một công không?
ngàn mét vuông, 1000 mét vuông. À thì là một bình cho 1000 mét vuông là 5cc đúng rồi. Rồi. Thì giai đoạn đó mình xịt để giai đoạn là kích đồng cho lúa đồng. Mình nó vô một cách đồng, một cách đồng lọt á. À. Đúng rồi, khoảng 3 ngày sau thì mình thấy lúa trên đèn khoảng 1 ly á là mình sẽ bón phân. Ừ. Bón phân xong rồi khoảng 3 đến 4 ngày sau mình sẽ 5CTHD dạ. Và 5C nano đồng để quản lý bệnh. À, và nuôi đồng. À, có nghĩa là ở đây á, là mỗi lần nha, hôm nay Hoài Thương chia sẻ cho một bí kíp, có nghĩa là hồi trước giờ quý bà con của mình không có xịt cái cử kích đồng này, mà quý bà con canh tầm khoảng 40 ngày đổ lên á, quý bà con bắt đầu là tùy theo giống mà bà con đón đồng, bà con rải phân, rải phân rước hạt xong rồi sau đó là bắt đầu là quý bà con mình xịt tới đều nano đồng luôn, nên là quý bà con mình chưa có cái khâu kích đồng. Nên là hôm nay thì anh Nhật chia sẻ cho quý bà con là cái cử này kích đồng, thì anh thấy anh xử lý cái này là bao nhiêu vụ rồi? Từ khi làm THD tới giờ là được. Hèn chi thì ra đây là bí kíp là coi như 7 vụ qua là rất là đạt, ok. Năng suất cao là lý do là như vậy, có nghĩa là anh kích đồng trước. Đúng rồi. Để cho nó vô đồng đồng loạt luôn. Đúng rồi. Rồi sau khi lú tim đèn lên, sau đó mình mới bắt đầu đi phân. Đúng rồi. Rồi đi phân xong 2-3 ngày sau mình mới xịt THD, quan và nano đồng. Đúng rồi. Để cho nó quản lý nấm bệnh, nấm khuẩn rồi này nọ là... nó mới dưỡng luôn tiếp. Đúng luôn. Dạ, rồi, nuôi đồng luôn. Nuôi đồng luôn, hay quá. Vậy là bây giờ là kích đồng nha. Còn nữa là nuôi đồng nữa nha quý bà con. Đó rồi, quá ngon lành rồi. Cảm ơn anh. Dạ. Cảm ơn anh rất là nhiều. Đây tặng anh một lúa. Đâu, chú Út từ đâu mà biết tới sản phẩm tiên này của con? Đây là chú theo dõi cái đài 4:30 kia đó. Chú dạ. Thức dậy uống trà rồi chú bắt chú sau dạ. Thời cơ chú gặp được cái vấn đề cái đài mà lên của THD nè. Dạ. Rồi chú xài tới bây giờ. Ừ, rồi dạ. Chú mới điện, lúc đó điện cho công ty. Dạ. Rồi sau mới gặp hoài nè. Dạ. Rồi đem vô chú xài tới giờ luôn nè. Rồi xài tới bây giờ, như nãy anh Nhật á, anh Nhật là con của chú Út, là anh Nhật nó là xài nay là bắt đầu làm ruộng, ánh mới bắt đầu về làm ruộng 4 năm rồi, xài tới đây hết 3.5 năm rồi. Rồi bây giờ nè, Út có thể cho con biết á, là ở khu vực Hậu Gia này của mình, cái vùng đất mình nó như thế nào? Vùng đất này phèn lắm. Phèn lắm. Ừ. Mà chú xài THD giúp thấy sao? Thấy nó đạt được cái là nó hỗ trợ được cây lúa nó giải độc phèn. Giải độc phèn hay lắm. Dạ, rồi bộ rễ Út thấy sao? Cái bộ rễ thì chú xài á, cái thường bón phân đợt 1, đợt 2 chú đã trộn THD á. Dạ. Thì rải xuống thấy bộ rễ nó rất là phát. Dạ đúng rồi. Rồi sau khi mà đánh giá khoảng bao nhiêu vụ nay Út xài nè, Út có thể chia sẻ cho quý bà con được biết rằng là Út tâm đắc về cái THD này là về cái vấn đề nào không? Thì Út tâm đắc nhất cái THD này đó, có cái là mình rải phân, mình trộn phân và mình xịt đó, thì dạ. Nó đạt hơn các cái loại kia dữ lắm. Mình thấy giữa cái phân tích, giữa cái đồng dạ. kế bên đó thì mình đọt hơn người ta khoảng 20-30% lúa. Dạ, rồi còn là năng suất sao? Năng suất thì đạt hơn người ta khoảng 20%. À, ngon lành luôn. Ừ. Còn là chi phí mình có giảm được chút đỉnh nào so với trước giờ mình làm hóa học không Út? Chi phí thì chú rất là giảm khoảng 30% thân. Dạ. Rồi đó thì bây giờ là hôm trước á, thì báo cáo với bà con là hôm trước á, thì trước khi xạ thì Hòa Thương có ghé chú Út, hai chú cháu nhậu hồi Tết hả? Hồi Tết nhậu đến 10 giờ tối luôn, nhậu mà chưa phân thắng bại. Rồi sau đó là tới đợt sau là công ty cũng có ghé chú rồi nhậu thêm một căn te tua nữa. Ngày hôm nay nghỉ nhậu rồi nha, hôm nay là con không có nhậu nữa nha. Để chân tâm nhậu. Dạ chết đó, nhậu. Rồi bây giờ thì hôm nay Hòa Thương chia sẻ ngắn gọn thêm cho quý bà con gì nè. Thì ngoài ở đây á, thì ngoài các tỉnh nào quý bà con mình cũng có rất là nhiều người sử dụng. Thì hôm nay thì cái THD này thì quý bà con đã xài rồi, thì quý bà con cũng đã biết rồi. Thì THD này là bây giờ hiện tại thì họ chia sẻ thêm bí kíp làm sao mà kích đồng to và kích đồng cho nó ra đồng loạt, là lý do là lúc đó mình có thể thêm một cử na THD này để mình có thể xịt nữa để nó kích đồng. Rồi sau đó khi mình rải phân nước đồng rồi, và sau đó mình mới xịt THD và nano đồng nữa để cho nó quản lý nấm khuẩn, nấm bệnh, và đặc biệt nó nuôi đồng luôn. Cho nên là hôm nay là bí kíp họ chia sẻ. Cái thứ hai nữa là THD này ngoài cái khi mình sử dụng cái cử kích đồng ra, thì mình còn có thể ngâm giống hoặc ngót giống nè, xịt diệt mầm nè, và trộn phân rải, rồi sau đó mình xịt tới giai đoạn cuối luôn. Ngoài ra thì quý bà con mình có thể thêm khoảng 20-30% cái thuốc hóa học ngoài vô nữa để mình quản lý cho nó chặt chẽ về vấn đề nấm bệnh trên cây trồng luôn. Đó thì ngày hôm nay thì chia sẻ hôm nay tới đây thôi. Thì bây giờ chú cháu mình chắc dân cháu gà ha. Rồi bây giờ thì bây giờ là con có như thế này. Đó rồi bây giờ là hôm nay thì cũng nắng rồi, thì giờ là cũng chia sẻ với bà con của mình ở tại Hiệp Hưng hả? Hiệp Hưng, Phụng Hiệp, Hậu Giang. Nói riêng và quý bà con đang theo dõi đài và theo dõi cái kênh YouTube của Hoài Thương nói chung, thì quý bà con hãy nên mạnh dạn chuyển đổi qua nền hữu cơ sinh học công nghệ cao này để nó cải tạo đất. Và đặc biệt nữa, ở đây mình xịt nhà, xịt máy bay. Xịt nhà đây, xịt nhà không à?
Dạ chú Út với lại anh Nhật cứ thịt thôi à? Đúng rồi. Rồi có cảm thấy mệt nhọc và nắng nóng hoặc là cảm thấy ảnh hưởng tới sức khỏe của mình không? Không, thấy cái này là cái ổ thuốc hóa học thì nó không ảnh hưởng tới sức khỏe, xịt nó rất là thơm. Dạ cái này sinh học chứ? Ở sinh học. Rất là thơm. Dạ. À, mình thấy xịt rồi thấy nó cũng cơ bản nó rất là khỏe. Dạ cơ bản nó rất là còn là khỏe luôn đúng không? Dạ. Thứ hai nữa, nếu mà bà con xài cái thuốc này á, mình không phải là không dùng cái hóa học được. Dạ. Nhưng mà mình phải dùng cái thời điểm, lúc cái thời điểm mình coi cái lúa mình nếu mà cần thiết, những thời điểm cần thiết. Dạ. Đó, nhưng mà giảm theo giảm hóa học, chú xài cái thuốc hóa học thì giảm khoảng 80% thuốc hóa học. Dạ đúng rồi, với bà đến con. Khi á, khi mà mình xịt để cỏ bông đó thì phải cộng thêm hóa học vô mới được. Đúng rồi, đào ôn cỏ bông, đó là khuyến cáo bà con là cử trước trổ sau trổ là nên cộng hai cử đào ôn cỏ bông nhẹ thứ vô. Thứ hai đó là cái lúc mà lúa mình chỗ là sạch xịt nó chỗ rất là gọt. Chỗ rất là rộng. Rồi hạt mới lúa nó vô sao? Hạt lúa nó vô vô gạo nhanh lắm. Ngon lắm. Dạ. Nhưng mà xịt thí dụ mình xịt quá liều đó chín trước không ta? Nếu mà xịt quá liều nó sẽ chín trước, trừ khi mình xạ sau mình muốn cắt chung một lượt á thì quý bà con mình có thể là mình để cho nó kích để mình mau mình cắt phụ chung với người ta. Đúng còn rồi. Nếu mà liều bình thường thì mình đừng có nên tăng liều quá, tăng liều nó sẽ mau chín sớm là nó vô gạo mạnh quá, nhanh quá. Vô gạo nhanh lắm. Mình chín sớm lắm. Đó rồi hôm nay thì cảm ơn chú Út rất là nhiều. Thì hy vọng là quý bà con mình ở tại Hậu Giang và quý bà con đang theo dõi kênh YouTube Hòa Thương sẽ mạnh dạn hơn, và nếu cần cái tư vấn gì thêm cứ liên hệ Hòa Thương số điện thoại quen thuộc là 0938 799 188, hoặc là nữa quý bà con có muốn xin số điện thoại của anh Nhật hoặc chú Út thì Hòa Thương sẽ sẵn sàng cho luôn. Có cái sợ bà con điện làm phiền chú Út nhiều. Rồi thì ngày hôm nay thì cảm ơn chú Út rất là nhiều, rồi chú cháu mình chào quý bà con nha. Rồi xin chào cả nhà.